Chia tay đi, anh có người mới rồi. Chị Trân Châu đúng không? Ủa sao nay đi cà phê một mình vậy chị? Bị bồ đá đúng không chị? Cái túi xách này chắc chị tự mua đúng không? Chứ người yêu chị làm gì có điều kiện mua cho chị. Mà nói gì thì nói á, em cũng phải cảm ơn chị. Tại vì chị chia tay anh Luân, để anh yêu chiều con mình em à, cứ tặng cho em nhiều hàng hiệu như vậy á. Tôi là Trân Châu. Có lẽ trong đầu bạn đang nghĩ đến hình ảnh này, nhưng thực ra ý tôi là Trân Châu này. Đây là món mà lúc mang thai tôi ngày nào mẹ cũng ăn, cho nên kết quả là chia tay đi, anh có người mới rồi. Ủa, chị Trân Châu đúng không? Ủa sao nay đi cà phê một mình vậy chị? Hay là mà đi một mình cũng phải thôi, chứ có ai đâu mà đi chung. Bị bồ đá đúng không chị? Thiệt, đàn ông bây giờ sáng suốt hết sức. À quên, để em kể chị nghe. Cái túi xách hàng hiệu này nè, anh Luân mới mua tặng cho em á. Cái đầm này nè, anh cũng mua tặng cho em á. Còn chị được tặng gì vậy? Cái túi xách này chắc chị tự mua đúng không? Chứ người yêu chị làm gì có điều kiện mua cho chị. Mà nói gì thì nói á, em cũng phải cảm ơn chị. Tại vì chị chia tay anh Luân, để anh yêu chiều con mình em à, cứ tặng cho em nhiều hàng hiệu như vậy á. Đúng rồi, túi này là tôi tự mua. Người yêu tôi bận quá, bận đi mua nhà cho tôi nè, đi mua xe cho tôi. Có những thứ lặt vặt ấy, tôi tự lo được. À mà quên, cũng phải cảm ơn cô. Nhờ cô cướp đi đống rác bẩn thỉu đó mà tôi mới thơm tho được như bây giờ. À, còn đây là quà tôi tặng cô. Trà xanh của Clomane được sản xuất với quy trình công nghệ hiện đại và chất lượng cao, giúp chống lão hóa và làm đẹp da. Nghe nói trà xanh thì giúp thanh lọc cơ thể, mà đặc biệt ấy, với những tâm hồn dơ bẩn như cô, ông thì chắc cũng thanh lọc được. Cho nên cô ráng uống đi nha.